mắn, đấy may mắn, bốn phương trời thật nhiều may mắn. Đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Rồi nào? Nhiều lắm rồi nè. Tặng cho Ngọc này. Ôi cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh á. Gì đó? Đây. Wow, một đòn bánh tét dễ thương ghê. Ngon lắm đó. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Siêu thị may mắn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện với sự tài trợ của công ty nệm Vạn Thành. Wow, ngày hôm nay quý vị biết là ngày gì rồi không? Tối đêm nay là tối giao thừa rồi đó. Thanh Ngọc chắc chắn rằng tất cả mọi người đều hồi hộp và háo hức để đến giờ G đúng không? Bây giờ mình chúc Tết khán giả trước đi. Ừ đúng rồi, mình phải chúc Tết khán giả vậy trước đúng nào? Chúng ta cùng chúc nha. 2, 3. Nghe về, nghe về chúc Tết. Nỗi buồn qua hết, hạnh phúc đầy nhà. Hân hoan hát ca đón chào năm mới. Công việc tấn tới, sức khỏe dồi dào, thu nhập thêm cao, nhà nhà hạnh phúc. Kính chúc. Đó chính là những lời chúc mà siêu thị may mắn xin gửi tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ những gương mặt cũng thật đặc biệt. Nào, hãy cùng chúng tôi đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Thân mến, khi tham gia vào chương trình của ngày hôm nay thì các bạn sẽ có cơ hội để sở hữu một bộ giải thưởng trong vòng đặc biệt. Đó là một bộ sản phẩm Alaska máy lạnh công suất 2 mã lực được nhập khẩu từ Malaysia và được phân phối bởi siêu thị điện máy Hòa Bình 42 Võ Văn Tần. Còn bây giờ thì ở đằng sau lưng các bạn có 5 ô cửa. Các bạn thích con số nào, hãy lựa chọn ô cửa đó và đứng vào. Sau đó chúng ta sẽ mở cửa ra cùng khám phá bên trong có sản phẩm gì và sản phẩm đó sẽ quyết định bạn tham gia ở vòng thi nào. Xin mời các bạn chúng ta cùng lựa chọn. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các ô cửa. Ở ô cửa số 1, ô cửa của bạn Nhật Tinh Anh xem có sản phẩm gì đây. Sản phẩm của Vitrico nước Yến. Và Nhật Tinh Anh sẽ tham gia trò chơi Hóa đơn may mắn. Còn ca sĩ Lương Bằng Quang đang đứng ở ô cửa số 2 sẽ tham gia trò chơi gì nào. Cửa số 2 là sản phẩm của công ty nhôm inox Kim Hằng. Như vậy Lương Bằng Quang sẽ tham gia trò chơi một bất nhân may mắn. Anh Thúy đang đứng ở ô cửa số 3 sẽ tham gia trò chơi gì, chúng ta cùng theo dõi. Sản phẩm của Vinali, và xin chúc mừng anh Thúy, bạn sẽ tham gia vào trò chơi bất nhân may mắn. Xin mời ô cửa số 4 hãy mở ra. Sản phẩm của công ty nệm Vạn Thành và trò chơi hóa đơn may mắn chào đón bạn Tùng Lâm. Cửa thứ 5 hãy cho chúng tôi biết trong đó là sản phẩm gì, xin mời. Rau câu Việt Shogun và bạn thân mến, trò chơi bức tranh may mắn đang đợi bạn. Như vậy là các thí sinh đã xác định được những trò chơi của mình.
Bây giờ thì xin mời ba thí sinh đầu tiên sẽ bước về phía trước. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bước vào vòng 1 của trò chơi, cùng gặp gỡ với ba thí sinh xem tâm trạng của họ lúc này như thế nào. Xin chào anh Lương Bằng Quang. Tết này anh đi diễn ở đâu ạ? Tết này Quang dành trọn thời gian cho việc là ở nhà để thăm ông bà cũng như là những người hàng xóm mà trong suốt quá trình năm qua mình đã rất là bận và không có thời gian để thăm họ. Chắc chắn là Quang dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Anh Thúy thì sao? Anh Thúy thì có thể là cũng là cùng với gia đình đón Tết nhưng mà vẫn đi diễn, tại vì khi mà diễn ở Tết á, nó có một cái không khí rất là vui và mọi người rất là náo nức, thì mình tâm trạng mình cũng rất là vui và mình đem lại ca tiếng hát cho mọi người thì mình cũng thấy là hạnh phúc được nhân đôi lên rất là nhiều. Thế còn bạn Kiến Huy? Vâng, thì ông bà, ba mẹ và sau đó dành chút thời gian đi chơi với bạn bè và cuối cùng là dành thời gian đi diễn. Các bạn hãy giới thiệu về người hỗ trợ của mình. Quang đến với chương trình là đơn thương độc mã cho nên là Quang đã chọn một bạn bất kỳ ở dưới đó. Bạn nào nhiệt tình hỗ trợ Quang, Quang sẽ chọn bạn đó liền và Quang đã có một cô sẵn sàng để hỗ trợ cho Quang. Xin chào bạn. Mình tên là Thanh Ngân, đến cổ vũ cho anh Lương Bằng Quang. Xin chào bạn. Và đến đây cùng với hỗ trợ anh Thúy thì Thúy nghĩ là em trai của Thúy sẽ đem may mắn nhiều cho người chị này. Tên của em trai Thúy là Tuấn Vũ. Xin chào chị Thanh Ngọc, chào anh. Vâng, thì Ngô Kiến Huy có theo một người hỗ trợ là một người bạn thân của Huy, là anh Hoàng Trí. Mình là Quang Trí, là bạn của Huy. Chúc cho các bạn sẽ có sự hợp tác thật chặt chẽ để giành được những số điểm cao trong phần thi này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe luật chơi. Người chơi và người hỗ trợ sẽ cùng xem một sơ đồ sản phẩm trong thời gian 20 giây. Người hỗ trợ có nhiệm vụ lấy sản phẩm từ kệ siêu thị cung cấp cho người chơi. Sau đó, người chơi sẽ sắp xếp lên kệ những sản phẩm ấy theo sơ đồ như đã được xem. Chúng ta hãy chờ xem trí nhớ và sự nhanh nhạy của họ thế nào trong vòng 1 phút. Người chiến thắng là người hoàn chỉnh bức tranh sản phẩm đúng nhất. Và sau đây chúng ta xem hàng hóa trong siêu thị phong phú thế nào nhé. Gối ngủ cao su thiên nhiên dạng thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản 2000, được khử mùi hoàn toàn, mềm mại, êm ái, đàn hồi tốt, độ bền cao, thích hợp với mọi đối tượng sử dụng, người lớn tuổi cũng như trẻ em. Nhà cung cấp trứng gia cầm hàng đầu tại Việt Nam, công ty cổ phần Vĩnh Thành Đạt với quy trình xử lý trứng hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm dịch của cơ quan thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm của Sở Y tế, Vĩnh Thành Đạt mang đến cho bạn sản phẩm trứng gia cầm sạch và an toàn. Thay bánh mứt Tết 3 tầng, hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 12 năm liền, sản phẩm tiện dụng để đựng bánh mứt Tết hoặc trái cây, xử lý bề mặt bằng phương pháp Hair Anodizing mạ màu công nghệ Mỹ an toàn thực phẩm, kiểu dáng hiện đại độc đáo, khách hàng dễ dàng tự tháo lắp khi sử dụng. Kim Hằng, bàn của người nội trợ. Kẹp giấy sung 1,25 lít là loại nước giải khát có ga với nhiều hương vị cam, cola, xá xị, táo, soda, vải, dâu, chanh, bí đao, me, tăng lực. Kẹp giấy xuân 1,25 lít là món quà xuân Birico muốn gửi đến quý khách hàng. Sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000, HACCP và CGMP, sản phẩm do công ty Tân Quang Minh sản xuất. Omachi Nutrition thần đồng, mì dinh dưỡng có DHA giúp trẻ thông minh hơn. Mì thần đồng còn có đầy đủ các dưỡng chất giúp bé phát triển khỏe mạnh và thông minh như lòng đỏ trứng gà, viên đạm từ đậu nành và viên Kamaboko dinh dưỡng. Đặc biệt, sợi mì được làm từ khoai tây, không gây nóng khi ăn. Các bà mẹ dễ dàng chăm sóc bé với các hương vị thơm ngon của Omachi Nutrition thần đồng như gà hầm sữa, tôm sốt phô mai và heo hầm rau củ. Khang Minh Diệp Hạ Châu bảo vệ gan trước tác động có hại của rượu và thuốc, hạ men gan, hỗ trợ điều trị viêm gan, bệnh tụy tạng. Sản phẩm do công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh sản xuất và phân phối. Khang Minh Diệp Hạ Châu hoàn toàn từ thảo dược, hiệu quả và tiện dụng. Bánh kẹo Hải Hà SH, bánh mềm phủ sô-cô-la 2 pai, sản phẩm của Hải Hà Co với sự đột phá về công nghệ tạo ra những sản phẩm bánh mềm phủ sô-cô-la dạng thanh dài khác biệt, ăn không dính môi, mang lại sự tiện lợi và nguồn dinh dưỡng cao cho người sử dụng. Mì xào Vinali 400g được công ty Green Food xuất khẩu sang thị trường châu Âu nhiều năm liền. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2000, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP. Mì xào Vinali đặc biệt thơm ngon, giòn, dai, không dính, dễ chế biến nhiều món ăn hợp khẩu vị của người Việt. Mì Vinali ngon vượt trội. Chúng ta đã nghe rất rõ luật chơi. Bây giờ thì xin mời Lương Bằng Quang cùng người hỗ trợ sẽ bước vào vị trí để xem bức tranh dành cho các bạn. Các bạn thân mến, các bạn sẽ có một bức tranh và trên bức tranh có 9 chi tiết về các logo của sản phẩm. Công ty bánh kẹo Hải Hà, Vinali,
Birico, VFood Vĩnh Thành Đạt và cuối cùng là nội thất Phố Sinh. Và hai bạn đã hết thời gian. Xin mời cặp thứ hai, bạn Anh Thúy. Đầu tiên là Khang Minh Diệp Hải Châu, siêu thị nội thất Phố Sinh, Yobinok Kim Hằng, Sugut kẹo nằm ở dưới và bên kia cũng là bánh kẹo như là của Hải Hà. Rồi bây giờ thì xin mời bạn Huy và người hỗ trợ của bạn. Xin mời hai bạn xem bức tranh của mình. Hãy nhớ em bé của Baby Care ngồi ở chính giữa. Trên là giao câu Việt Sô Gôn, ở dưới là Z Doji sữa. Trên cùng là Vĩnh Thành Đạt. Quý vị khán giả thân mến, các thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn thêm những tiếng pháo tay của quý vị thôi thì họ sẽ bắt đầu bước vào trò chơi. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Hãy lấy thật nhanh những chiếc logo đưa cho đồng đội của mình. Lấy được đưa liền và bạn hãy tước lên. Bạn Huy đã có được 5 tập phẩm. Bạn Huy cũng có được 5 tập phẩm. Diệp Hải Châu nè. Còn một cái nữa. Nhanh lên. Các bạn, đội của Lương Bằng Quang còn nhiều thứ quá chưa lấy hết. Các bạn nhanh lên các bạn. Không thấy. 1, 2, 3, 2, 1, hết giờ. 1 phút trôi qua thật sôi động. Và bây giờ thì các thí sinh đã hoàn thành. Chúng ta hãy thử xem họ đã thực hiện công việc này như thế nào nhé. Đầu tiên là nệm Vạn Thành. 1 cái đúng. Nhôm Inox Kim Hằng. 2 cái đúng. Hot Pot Restaurant. 3 cái đúng. Như vậy kẹo mềm Sugus. Ngay chính giữa là công ty bánh kẹo Hải Hà. 4 điểm. Kế tiếp là Vinali. Hàng cuối cùng đầu tiên là Birico. 5 điểm. VFood Vĩnh Thành Đạt. 6 điểm. Và cuối cùng là nội thất Phố Sinh. 7 điểm. Chúc mừng bạn, bạn có 7 điểm ở vòng chơi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bạn Thúy. Đầu tiên là Khang Minh Diệp Hải Châu. Có 1 điểm. Nội thất Phố Sinh. Lấy không kìa. Tiếp theo là Nhôm Inox Kim Hằng. 2 điểm. VFood Vĩnh Thành Đạt. 3 điểm. Ngay chính giữa là Chin Su Food. 4 điểm. Đường Rock Sugar. 5 điểm. Kẹo Sugar. 6 điểm. Vinali. 7 điểm. Và cuối cùng là công ty bánh kẹo Hải Hà. 8 điểm. 8 điểm, chúc mừng các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với kệ hàng của bạn Huy. Chúng ta xem thử họ sắp xếp có đúng hay không nhá. VFood Vĩnh Thành Đạt. 1 điểm. Tiếp theo là rau câu Việt Sogon. 2 điểm. Nệm Vạn Thành. 3 điểm. Chín Su Food. 4 điểm. Khăn ướp Baby Care. 5 điểm. Birico. 6 điểm. Đường Rock Sugar. Ồ, cũng là su mà đúng. Z Doji. Đúng luôn. Và cuối cùng là Khang Minh Diệp Hải Châu. 8 điểm. Các bạn có 8 điểm ở vòng này. Bạn Anh Thúy và bạn Kiến Huy có số điểm bằng nhau. Thế nhưng chỉ một tích tắc nhanh hơn thôi, bạn Kiến Huy đã về trước. Và như vậy thì chiến thắng thuộc về bạn Kiến Huy, bạn có 1.000 điểm, xin chúc mừng. Và Kiến Huy thân mến, bạn sẽ cùng với hai người chơi tiếp bước vào vòng hóa đơn may mắn. Và bạn Anh Thúy và ca sĩ Lương Bằng Quang cũng sẽ ra về với một phần quà tương đương 800 điểm. Và những tràng pháo tay của tất cả quý vị khán giả của siêu thị may mắn. Quý vị khán giả thân mến, chắc hẳn lúc này quý vị đang rất đầm ấm với bữa tiệc tất niên đúng không nào? Chúng ta cùng quây quần gia đình và cùng ngồi trước màn hình với chương trình siêu thị may mắn. Chỉ còn một vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ chuyển sang năm mới và quý vị cũng đang rất rộn ràng để chào đón giao thừa. Quý vị cũng đừng quên rằng hãy tham gia trò chơi dành cho khán giả của chương trình siêu thị may mắn để đón nhận những niềm vui trong những ngày đầu năm mới các bạn nhé. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ xem ai là người may mắn trong giờ phút chuẩn bị bước sang giao thừa đây, sở hữu tài thưởng trị giá 2 triệu đồng của chương trình siêu thị may mắn. Và ngay bây giờ sẽ là đáp án của chương trình. Theo truyền thuyết dân gian của Việt Nam thì trong ngày 23 tháng Chạp, ông Công ông Táo sẽ lên trời trời và sẽ đi bằng phương tiện là cá chép. Và chính vì vậy trong ngày 23 tháng Chạp, khi chúng ta làm hương cúng thì chúng ta sẽ có thể có thêm cá chép, có thể cá chép sống để sau đó chúng ta sẽ thả xuống sông, hoặc là có vùng thì người ta làm cơm và cúng bằng con cá chép được chiên lên, hoặc có nơi thì cúng con cá chép bằng giấy sau đó sẽ đốt. Đó là một trong những cách mà chúng ta cúng trong ngày 23 tháng Chạp. Và như vậy thì những vị khán giả nào chọn đáp án cá chép trong tuần vừa rồi đã là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem ai là người may mắn đây. Và sau đây chúng ta cùng bấm phím ngẫu nhiên để chọn ra người may mắn trong tuần vừa qua.
trong tuần qua có 2.018 lượt khán giả gọi điện và gửi tin nhắn tham gia chương trình. Trong đó có 1.338 lượt trả lời chính xác câu hỏi của siêu thị may mắn đưa ra. Và chúng ta hãy cùng xem ai là người may mắn trong tuần qua. Xin chúc mừng chủ nhân số điện thoại 0944234538 đã gọi vào lúc 20:43 ngày 18 tháng 1 năm 2009. Xin chúc mừng vị khán giả may mắn nhận được giải thưởng trị giá 2 triệu đồng. Tôi biết rằng quý vị đang rất vui và cả gia đình của quý vị cũng rất vui, bởi vì chúng ta đã có một niềm vui trong giờ phút chuẩn bị bước sang giao thừa. Chúng ta sẽ bước sang năm mới với thật nhiều niềm vui, đúng không nào? Và tuần này thì sao nhỉ? Cũng giải thưởng cực kỳ hấp dẫn, đó là 2 triệu đồng dành tặng cho vị khán giả may mắn nào. Và vị khán giả này sẽ nhận được niềm vui vào tuần sau, tức là cũng đơn giản thôi. Như chúng ta thường thấy, trong phong tục của Việt Nam thì những ngày Tết không thể thiếu được bánh chưng và bánh dày. Theo truyền thuyết, đây là hai loại bánh mà hoàng tử Lang Liêu đã dâng lên vua cha, và chính hai loại bánh này đã giúp cho hoàng tử Lang Liêu thấy được lòng hiếu thảo của người con và đã được vua Hùng truyền ngôi. Và theo bạn thì ngoài bánh chưng chúng ta đã rất quen thuộc rồi, còn bánh dày thì theo bạn bánh dày sẽ được làm từ nguyên liệu gì? Và ba đáp án cho các bạn lựa chọn, đó là được làm từ gạo nếp, đáp án số 2 là được làm từ gạo tẻ, và đáp án số 3 là làm từ gạo lứt. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một và thôi, và hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1763, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin tới số 8334 với nội dung tin nhắn là STMM khoảng cách X, trong đó X tương ứng với đáp án 1, 2 hoặc 3 mà các bạn lựa chọn. Động tác vô cùng đơn giản. Trong lúc chúng ta vui chuẩn bị đến giao thừa, cũng đừng quên hãy nhấc điện thoại lên gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với bạn Ngô Kiến Huy bước vào vòng 2 của chương trình. Quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai gương mặt ca sĩ sẽ tham gia vào trò chơi hóa đơn may mắn nhé. Đầu tiên thì Phước Tùng Lâm xin được gửi tới tất cả quý vị các bạn đang có mặt tại trường quay và tất cả quý vị các bạn đang theo dõi chương trình siêu thị may mắn lời chào và là chúc sức khỏe thân ái nhất. Quý vị chắc là cũng nhận ra Đỗ Tùng Lâm vừa mới đoạt giải nhất của cuộc thi ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2008. Và Tết này thì Thanh Ngọc cũng muốn biết là anh Nhật Tinh Anh sẽ đi diễn ở đâu để Thanh Ngọc đi coi. Vâng, lần đầu tiên thì Nhật Tinh Anh xin gửi về các bạn đang xem chương trình siêu thị may mắn lời chào thân thương nhất. Như lời Thanh Ngọc nói thì thật sự năm nay Nhật Tinh Anh cũng rất là bận rộn trong những cái show diễn tại các miền Tây và miền Bắc, và hy vọng rằng Nhật Tinh Anh sẽ đem lời ca tiếng hát của mình đến cho các viên khán giả một mùa xuân thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì chắc chắn là cả ba bạn đều đang rất nóng lòng muốn tham gia trò chơi hóa đơn may mắn rồi. Vậy thì xin mời anh Bình. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe luật chơi ở vòng thi này. Ba người chơi sẽ chọn ô cửa may mắn dành cho mình. Mỗi ô cửa tương ứng với số điểm 500, 1000, 1500, 2000, sai số 5% và 1000, sai số 10%. Ban tổ chức gửi tặng đã họ bước vào siêu thị mua sắm. Với 2 phút, chúng ta sẽ biết được tài mua sắm của từng người. Người mua đúng với số tiền mà họ có với sai số ít nhất trong phạm vi cho phép sẽ là người chiến thắng. Và sau đây, chúng ta xem hàng hóa trong siêu thị phong phú thế nào nhé. Mì xào Vinali 400g được công ty Green Food xuất khẩu sang thị trường châu Âu nhiều năm liền. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2000. Mì xào Vinali đặc biệt thơm ngon, giòn, dai, không dính, dễ chế biến nhiều món ăn, hợp khẩu vị của người Việt. Mì Vinali ngon vượt trội. Gối ngủ cao su thiên nhiên dạng thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn. Ô cửa số 3 đi ạ. Bạn chọn ô cửa số 3 và chúng ta sẽ cùng khám phá xem ô cửa số 3 mang tới cho bạn câu hỏi gì. Xin mời. Khăn ướt em bé Baby Care, công nghệ Úc với tinh chất nha đam giúp giữ ẩm và bảo vệ làn da. Bao bì được phủ lớp giấy nhôm, ngăn tia tử ngoại, giúp sản phẩm bảo quản tuyệt đối, rất thuận tiện sử dụng cho cả em bé và người lớn. Có nhiều quy cách cho khách hàng lựa chọn. Lắp hộp kính rất thuận tiện khi sử dụng. Khăn ướt em bé Baby Care được ưa chuộng tại các bệnh viện phụ sản. Và câu hỏi này liên quan tới vấn đề về những con ong. Bạn hãy lắng nghe nhé. Loài ong nào khi chích thì mũi kim sẽ dính luôn vào da nạn nhân? A. Ong vò vẽ. B. Ong mật. C. Cả hai đáp án trên. Khán giả xin một lần nữa giúp đỡ nhân tên anh ạ. A hay B hay C? B không ạ? Nhật Anh xin quyết định cuối cùng, đó là câu B là ong mật ạ.
loài ong mật ở vòi của nó có một chiếc ngạnh. Khi nó chích vào nạn nhân thì chiếc ngạnh này sẽ dính luôn vào và con ong sẽ không rút ra được. Wow. Và bây giờ hiện tại số điểm của anh đang có là 4.000 điểm. Nhật Tinh Anh thân mến, lúc này bạn đang có 4.000 điểm và bạn đã có đủ điều kiện để trả lời câu hỏi đặc biệt của chương trình. Nhưng nếu ngay bây giờ mà bạn trả lời câu hỏi đặc biệt, bạn trả lời đúng, bạn sẽ được nhận giải thưởng. Nhưng nếu trả lời sai thì bạn sẽ bị trừ mất một nửa số điểm và không còn cơ hội để trả lời hai câu hỏi ở hai ô cửa tiếp theo. Còn nếu không bây giờ thì bạn lại tiếp tục mở những ô cửa trước khi đến với câu hỏi đặc biệt. À, Nhật Anh vẫn chơi đến cùng ạ. À. Bạn vâng, chơi đến cùng. Và bây giờ Nhật Anh sẽ chọn ô cửa số 4 ạ. À. Bạn chọn ô cửa số 4 và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ô cửa số 4. Rau câu Việt Sô Gôn là sản phẩm rau câu bột được chiết xuất từ rong câu Hải Phòng trên dây chuyền công nghệ châu Âu, đạt độ tinh khiết hoàn hảo, thanh nhiệt tốt, hàm lượng iốt cao, là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, sản phẩm của công ty Phan Trần Aga. Nhật Tinh Anh thân mến, đây là câu hỏi dành cho bạn. Khi mới sơn nhà hoặc là sơn những đồ vật để trong phòng thì thường trong phòng có mùi sơn rất là khó chịu. Vậy muốn hết mùi sơn thì chúng ta sẽ sử dụng cách nào sau đây? A. Đặt bên cạnh vài lát gừng. B. Đặt bên cạnh một vài lát chanh. Và C. Đặt bên cạnh một vài miếng hành tây. Bạn chọn đáp án nào? Tất cả hôm nay là B hết ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn khán giả rất nhiều ạ. Và chúng ta hãy cùng nói cái câu mà trả lời chúng ta được không ạ? 1, 2, 3, B! À, bạn thân mến, nếu như chúng ta đặt chanh thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Wow, như vậy là không đúng rồi. Như vậy là không đúng rồi. Vậy khi chúng ta mới sơn phòng xong hoặc là sơn những đồ vật để trong phòng á thì chúng ta sẽ dùng củ hành tây, bạn sắt ra vài lát và để trong phòng bên cạnh những cái đồ vật đó thì mùi hành và mùi sơn nó sẽ tự khử nhau và cả hai mùi cùng không có ảnh hưởng tới phòng của bạn. Bạn bị trừ mất 500 điểm. Nhưng không sao, điểm của bạn vẫn còn rất cao. Vâng, còn một ô cuối cùng là ô số 2. Ô số 2, vậy thì chúng ta cùng mở ô cửa số 2. Máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh với những tính năng ưu việt, gọn nhẹ, dễ sử dụng, đáp ứng mọi loại hình kinh doanh, siêu thị, shop thời trang, nhà hàng, quán cà phê, giúp các doanh nghiệp quản lý việc thu ngân, cập nhật dữ liệu mua bán, tài chính, công nợ, tồn kho, trợ giúp việc chấm công nhân viên, kết nối trực tiếp với máy vi tính, quản lý từ xa qua mạng điện thoại và Internet. Mì lẩu Vinali 500g được công ty Green Food xuất khẩu sang thị trường châu Âu nhiều năm liền. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Mì lẩu Vinali đặc biệt thơm ngon, giòn, dai, không dính, dễ chế biến nhiều món ăn, hợp khẩu vị của người Việt. Nhật Tinh Anh thân mến, theo tôi nghĩ câu hỏi ở ô cửa này làm câu hỏi cực kỳ dễ đối với bạn vì làm câu hỏi liên quan tới âm nhạc. Vâng ạ. Câu hỏi như sau, ca khúc Chưa Bao Giờ là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Nhạc sĩ Anh Quân. B. Nhạc sĩ Đỗ Bảo. C. Nhạc sĩ Việt Anh. Bạn chọn đáp án nào? Vâng thì ca khúc này thì Nhật Anh có loáng thoáng một lần đọc trên báo có thấy cái tên của người nhạc sĩ này thì nhưng mà không sure lắm, nhưng mà hôm nay thì Nhật Anh xin đoán thử đó là nhạc sĩ Việt Anh không ạ? Nhạc sĩ Việt Anh là người có những sáng tác được rất nhiều bạn trẻ yêu mến và anh cũng là tác giả của ca khúc Chưa Bao Giờ. Mà nếu như mà anh trả lời sai câu này thì cơ hội đến với giải đặc biệt không có. Bây giờ thì mình rất là mừng đúng không? Em thấy anh đổ mồ hôi quá nhiều luôn đó. Hồi hộp lắm hả anh? May quá. Như vậy là anh đã có đủ điều kiện để trả lời câu hỏi dành giải đặc biệt. Nhưng mà nếu như mà anh lỡ anh trả lời sai thì số điểm sẽ được chia đôi ra. Anh chỉ còn hơn nửa số điểm mà anh mang về thôi. Bây giờ anh có quyết định trả lời câu hỏi đó hay không? Vâng, chắc chắn là mình phải trả lời luôn chứ ạ. À. Như vậy thì anh Bình thân mến, đợi gì nữa mà anh Bình không đọc câu hỏi đi. Tôi xin nhắc là câu hỏi này cực kỳ khó. Câu hỏi như sau. Theo tiêu chuẩn mới của Tổ chức Y tế Thế giới về cân nặng của trẻ em dưới 5 tuổi thì bé gái 6 tháng tuổi có số cân nặng và chiều cao ở mức nào sau đây thì được cho là phát triển bình thường? A. 5,7kg và 61,2cm. B. 6,2kg và
63,1 cm, C 7,3 kg và 65,7 cm. À, thật sự như lúc nãy như là anh Bình nói thì đây một thực sự là một câu hỏi rất là khó đúng không ạ? Alaska ủng hộ nha Alaska. À, nhà tôi xin chọn đáp án mà các cô đây đã ủng hộ cho anh, đó là đáp án C đúng không ạ? Tôi xin được công bố đáp án của chương trình. Khảo sát trên nhiều quốc gia trên các châu lục với những em bé được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và nuôi dưỡng đúng cách trong 5 năm tiếp theo thì bé gái 6 tháng tuổi có cân nặng 7,3 kg. Xin được chúc mừng Nhật Tinh Anh, bạn là người chiến thắng ở vòng đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Xin mời Nhật Tinh Anh cùng với Thanh Ngọc sẽ trở về sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Nhật Tinh Anh thân mến, lúc này bạn đang đứng cạnh giải thưởng dành cho bạn đấy. Bạn hãy cảm nhận hơi mát của nó đi. Bạn nói gì với khán giả lúc này ạ? Và hôm nay thì Nhật Tinh thật sự rất là may mắn với chương trình Siêu Thị May Mắn. Thì Nhật Tinh mong rằng năm mới Nhật Tinh cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp âm nhạc và công việc của Nhật Tinh Anh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin bạn luôn ủng hộ cho Nhật Tinh Anh ạ. Xin cảm ơn. Vậy thì Nhật Tinh Anh nhân tiện lúc này hãy gửi lời cảm ơn tới khán giả bằng một bài hát nào đó thật vui nhộn đi. Vâng, và sau đây sẽ là bài hát Mùa Xuân Ơi của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Xin mời các bạn cùng bỏ tay được không ạ? Có mưa vui nhà vừa ngày xuân về, xuân xuân đời xuân đã về. Kính mong năm mới cùng đón mùa xuân, xuân xuân đời xuân đến rồi. Hãy nhớ về cho tình mình đã từng, chẳng xuân về xa lẻ đâu rồi. Tiếng đó mới vang chào mùa xuân xa. Để âm vang bao nhiêu cung đêm này, đất nước đất hoa yêu thương an vui. Chào em trời cả mới tươi về, chào một mùa xuân. Tiếng chúc mừng nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về. Xuân xuân ơi xuân đã về. Mùa xuân đã về với tất cả chúng ta. Chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đón chào một năm mới, cùng nhau đến với giây phút thiêng liêng nhất của mỗi năm, đó là giây phút giao thừa. Và giờ đây Nhật Tinh Anh cùng với những món quà của mình hãy mang về nhà cùng chia sẻ với những người nhà và cùng nhau đón giao thừa. Ngày hôm nay chúng ta đã có thật nhiều niềm vui với Siêu Thị May Mắn và chúng tôi một lần nữa xin chúc một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và xin gửi lời cảm ơn tới công ty Lệ và Thành đã tài trợ cho chương trình này. Xin cảm ơn các công ty thời trang, nhãn hàng thời trang Mezzo, Maxio, Cường Thịnh, Việt Moon đã tài trợ trang phục cho chương trình Siêu Thị May Mắn. Và chúng tôi luôn mong rằng tất cả các thương hiệu hàng Việt Nam hãy đến với Siêu Thị May Mắn để quảng bá thương hiệu của mình. Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 38235963, công ty Cát Tiên Sa 5B Nguyễn Đình Chiểu. Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng chúng tôi tham gia vào chương trình Siêu Thị May Mắn, mang về những niềm vui vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 8 giờ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin mời tất cả các thương hiệu hàng Việt Nam hãy đưa sản phẩm của mình giới thiệu trong chương trình Siêu Thị May Mắn, tham gia chương trình, góp phần tôn vinh hàng Việt. Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 38235963, công ty Cát Tiên Sa 5B Nguyễn Đình Chiểu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Năm mới cùng Tiger Beer.